Xin chào tất cả các bạn. Trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn chương trình học về chuyên ngành kỹ thuật xây dựng tại Học viện Quản lý Nam Giang ở đất nước Singapore. Thì Học viện Quản lý Nam Giang tại Singapore là một trong những học viện tư thục ở Singapore đào tạo chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng ngoài trường đại học công lập NTU. Thì trường được thành lập vào năm 2001 và nhà trường luôn hướng tới việc trở thành nhà cung cấp giáo dục hàng đầu với các khóa học phù hợp với yêu cầu của thị trường trong khu vực. Và từ năm 2001 tới nay thì Học viện Quản lý Nam Giang là một trong những học viện hàng đầu tại Singapore có những khóa học hấp dẫn, sáng tạo và thực tiễn gắn liền với định hướng nghề nghiệp trong tương lai của học sinh sinh viên. Và đặc biệt thì trường còn có chương trình chuyển tiếp sang Mỹ khi du học chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng tại trường. Đối với lộ trình học ngành kỹ thuật xây dựng chuyển tiếp Mỹ thì sinh viên cần thực hiện hai bước như sau. Thì bước 1 thì bạn cần hoàn tất chương trình cao đẳng kỹ thuật xây dựng tại Học viện Quản lý Nam Giang ở Singapore trong vòng 2 năm. Và bước thứ hai thì các bạn sẽ học tiếp chương trình cử nhân kỹ sư dân dụng, học về ngành xây dựng cầu đường, công trình công cộng, thủy điện v.v. trong 1 năm tại trường Đại học Troy bang Indiana của Mỹ để lấy bằng cử nhân chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng. Và Học viện Quản lý Nam Giang là một trong những học viện tư thục ở Singapore đào tạo chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng. Ngoài trường Đại học Công lập NTU của Singapore, thì trường tập trung hướng sinh viên cách tiếp cận sáng tạo trong việc lập dự án, xây dựng và thiết kế, cũng như quản lý hiệu quả các khoản chi phí, tiến độ của dự án trong khi vẫn đạt được những tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, các yêu cầu về môi trường và các quy định khác. Và khi tốt nghiệp thì học sinh, sinh viên sẽ đồng thời được nhận bằng cao đẳng kỹ thuật xây dựng do Học viện Quản lý Nam Giang cấp và chứng nhận Professional Engineering kỹ thuật chuyên nghiệp do Học viện Kỹ thuật Công nghệ Singapore cấp. Và ở Việt Nam thì hầu như kỹ sư tốt nghiệp ra trường thì không có những chứng nhận hành nghề mà chỉ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc. Điều đó sẽ rất khó cho các bạn sinh viên mới ra trường để đi kiếm việc làm. Và với chứng nhận của Học viện Kỹ thuật Công nghệ Singapore thì sinh viên có thể tìm kiếm những công việc phù hợp hơn tại đất nước Singapore và cả ở Việt Nam. Do đó sẽ vững vàng về cả lý thuyết và kỹ năng thực tế, có thể tự tin tìm việc trong chuyên ngành về xây dựng hoặc tự tin kinh doanh trong lĩnh vực này. Và để cập nhật thông tin học phí và lịch khai giảng mới nhất tại Học viện Quản lý Nam Giang thì các bạn có thể liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau: tại thành phố Hồ Chí Minh ở chi nhánh quận 1 là mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Lợi, quận Nhất, số điện thoại là 0838484879, và tại quận 5 thì địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, và số điện thoại là 0838382080. Và tại Nha Trang thì địa chỉ là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.